Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với xe 2 tiếng giờ Video này em sẽ cập nhật cho anh em về giá xe Cũng như tổng bánh cho chiếc xe Mazda C5 Cho toàn bộ các dòng xe Từ phiên bản Deluxe, bản Luxury, bản Premium Khi mà sang tháng 4 này, giữa tháng 4 này Chiếc xe Mazda C5 nó tăng cường thêm khuyến mãi em nhé Chiếc xe Mazda C5 nó thuộc phân khúc của dòng xe Crossover Đang cạnh tranh trực tiếp Đó là chiếc xe Ford Territory Chiếc xe Hyundai Túc Sơn hay là rất nhiều xe hàng trường Việt Nam ạ. Ok đi vào chi tiết từng viên bản ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda CX-5 bản Deluxe ạ, bản thấp nhất của dòng xe Mazda CX-5 ạ. Với giá mít của chiếc xe là 759 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại giữa tháng 4 này là nó đang là 851 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 817 triệu. Tỉnh áp thương trăm thì là 832 triệu. Và ở Thế Minh thì 836 triệu ạ. Còn anh có giá tốt hơn hay một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nhá. Tiếp theo thì hậu cho anh em về một chiếc xe Mazda C5 bản Luxury ạ. Với giá mít của chiếc xe là 799 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại giữa tháng tư này, nó đang là 896 triệu ạ. À. Còn ở tỉnh thì nó là 861 triệu ạ. À. Tỉnh A Thương Trăm thì 876 triệu. Và ở Thế Minh thì là 880 triệu ạ. À. Đó là chiếc xe Mazda C5 bản Luxury ạ. À. Tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda C5 bản 2.0 bản Premium Actis ạ. Với giá miết của chiếc xe là 839 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại giữa tháng 4 này là nó đang là 940 triệu ạ. Còn là tỉnh thì 904 triệu, tỉnh áp dương trăm thì 920 triệu và ở Tây Minh thì là 923 triệu ạ. Đó là bản premium, bản Active Tiếp theo thì ạ, cho anh em về một chiếc xe Mazda C5 bản 2.0, bản premium sport ạ. Với giá miết của chiếc xe là 859 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại giữa tháng 4 này, là nó đang là 963 triệu Còn là tỉnh thì 927 triệu tỉnh A Thuận Giang là 944 triệu và ở Thế Minh thì đang là 946 triệu ở. Đó là bản Sport ạ. Tiếp theo tôi cho anh em về chiếc xe Mazda c 5 bản 2.0 bản Premium Xcelus ạ. Với giá miết của chiếc xe đang là 879 triệu. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại giữa tháng tư này, lão đội đang là 905 985 triệu. Tỉnh thì 948 triệu tỉnh A à, Thuyên Trăm thì 965 triệu và ở Tứ Minh thì 967 triệu Ừ Ok, vậy này em giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mazda C5 cho toàn bộ dòng xe rất là chi thức rồi rồi. Với giờ này xin phép em sẽ dùng vào đây. Anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nha để sẽ cập nhật cho anh em về giá xe tổng dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau để cho anh em sơn được chọn tài chính của mình tốt nhất ok xin phép em sẽ dùng đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em sau này cảm ạ